happy Saturday mọi người xin chào mọi người quay trở lại với kênh của Thành Lê USA là một chuyên gia tranh cãi khá là hài hước trong làng hài của sống Mỹ nha Dĩ nhiên khi mà thấy mình là mọi người đủ hiểu rồi đó sắp có chuyện nhiều nhiều chuyện ở đây đây Và bây giờ mình sẽ cho mọi người một bản tin thời sự để mọi người có thể thời sự vào cuối tuần dựa vào cái cuộc chiến giữa Khoa Bắc và Johnny Đặng mà nó đã trở thành một đề tài nóng trong làng hài cuộc sống Mỹ cũng như là cộng đồng mạng ở Việt Nam nói chung. Hmm cái như cái nội dung đó thì mọi người đã biết rồi tại vì cái video khoa Bắc lên trên mạng là tố cho đi đặng là lừa đảo số tiền ba mấy tỷ đồng tiền Việt Nam tương đương với 1 triệu gửi đô và sau đó là còn bị trên cho đặng hù dọa dọ đồ này kia nguy hiểm tính mạng cầu cứu đồ này kia thì mọi người đã biết hết rồi nhưng mà trong video này mình sẽ nói một khía cạnh khác mà mọi người có thể chưa biết đó là gì liệu khoa Bắc có thật sự bị nguy hiểm hay không không cái này là mình nói thiệt của okay, cái mình không có nói chơi ở đây liệu khoa bắc có bị nguy hiểm hay không thì dĩ nhiên là mọi người cũng đã nghe được rất là nhiều ý kiến vậy nè trời ơi, bên mỹ mà lại nhiều lực pháo đó qua cho nên đặng làm sao mà dám làm gì khoa bắc khoa bắc không bị gì đâu cho nên đặng nó vui vậy thôi vân 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 đúng không mọi người đã nghe vậy đúng chưa đúng không nhưng mà, mà Bây giờ sau khi mà mọi người xem hết video này mọi người mới thấy cái sự nguy hiểm đối với Khoa Bắc nó nằm ở chỗ là gì? Nó không phải là Khoa này Đặng Nhưng mà nó nằm ở chỗ là gì? Số tiền không à, số tiền tiền nó sẽ mang tới sự nguy hiểm cho khoa Bắc trong tình huống này chứ không phải này đặng thì dĩ nhiên á chứ <laughs> chứ tiền là gì hiện giờ á là không có ai đúng sai gì hết á nhưng mình đã nói rất nhiều lần rồi là... dĩ nhiên là vì vậy, bên phía trên đặng là fan của anh sẽ bên ảnh rồi bên phía anh khoa bắc á, thì fan của anh sẽ bên ảnh thành ra là với lại cũng thật sự ra là cũng chưa có chứng cớ gì để mà chứng minh ai đúng ai sai hết á mạnh bên nào nó dành đúng đi nhưng mà cái mình muốn nói đây là gì tiền sẽ mang tới sự nguy hiểm cho anh Khoa Bắc Nguy hiểm là như thế nào Kể như trong cái video nha Mình chỉ dựa vào cái video của anh Khoa Bắc Cũng như là lời nói của anh Dương Phạm thôi ok Tức là Khoa Bắc Cũng như là video của anh Johnny Đặng Tức là gì Tức là Khoa Bắc đã thật sự bỏ một số tiền ra Cỡ 100 000 đô để đầu tư vào cái tiền ảo DBZ đó đúng chưa Lúc nó còn đâu cỡ một sen ha à, lúc đó nó còn đâu cỡ đầu tư nó cỡ một sen tức là cái số tiền đầu tư của khoa bắc 100 000 đô đó mua được 10 triệu con mm. thì cái đó là cái cái vụ diễn nó bắt đầu từ giờ đó đó và sau đó là cái gì khoa bắc dùng cái thương hiệu của khoa bắc cũng như là cái kênh channel của khoa bắc đó quảng cáo nó quảng cáo cái đồng tiền dbc đó và đẩy nó đi ra uh, uh, cho thị trường thị trường chủ yếu là thị trường việt nam á thì cái đồng tiền DBC đó nó giọt lên là 10 thành 15 16 sen một con tức là khi đó cái số tiền đầu tư của Hoa Bắc nó đã lời 15 16 lần rồi tanh giá cái số tiền đầu tư của Hoa Bắc đến lúc đó tương đương nó là một triệu gửi đâu Đấy không? vì thì dĩ nhiên là sau đó là theo lời cáo buộc cái theo lời cáo buộc của Hoa Bắc là trên uh, đi đặng đã uh, dùng thủ đoạn để mà đòi số con đó về để mà đại khái là ăn, uh, ăn cái phần tiền lời đó Thay vì phần tuyệt lời đó là của Khoa Bắc nhưng mà mình không nói tới vụ đó Cái mình muốn nói đây là gì? DBC đó, trước tiên á Cái sự nguy hiểm cho Khoa Bắc nó nằm ở đâu? DBC đó Không phải chỉ có một mình Khoa Bắc chơi, đúng không? Nó không phải chỉ có một mình Khoa Bắc chơi Nó còn có nhiều người khác nữa Nhiều người khác là ai? Trước tiên là nhiều khác là những người ở Việt Nam xem kênh ủng hộ Khoa Bắc đồ Hay là những người nào chơi tiền ảo nói chung Nhưng mà bên cạnh đó là gì? Là những người bên phía anh anh đi đặng đúng không à, bao gồm cả những ca sĩ nào hay những bạn bè đều cũng trả đó những người đó cũng chơi nữa và cái mấu chốt này nằm ở đây nè thì sau khi mà cái vụ lùm xùm mà sau khi mà nó lên cái số tiền đầu tư của khoa bắc lên một triệu à, mười mấy sen một con tức là tương đương với một triệu gửi đâu và sau đó là là theo lời của anh khoa bắc với anh dương phạm là Johnny đi đặng đã lấy số tiền nó về đã than thở với khoa bắc đã dụ đại khái là đã dụ khoa bắc trả số cái số con nó về cho anh johnny đặng hả và sau đó hai bên lùm xùm thêm nữa thì khoa bắc dạch mặt johnny đặng đồ này kia thì sau đó fan của khoa bắc tẩy chai cái đồng tiền đi dbc đi đó thành ra làm nó xuống tới lúc mà johnny đặng trả toàn bộ số tiền đó lại số con nó lại cho khoa bắc thì cái giá trị của đồng con nó chỉ còn có vài sen thôi Ừ, tức là nó đã xuống từ 15 Tức là mới đầu nó lên từ 1 sen lên 15, 16 sen Cái sau đó tới khi mà trả ngược về cho khoa bắc nó xuống còn 4, 3, 4 sen gì đó Tức là nói cách khác có nghĩa là gì? Giá trị của nó lại một lần nữa giảm xuống đâu cỡ 7, 80 phần trăm gì đó à, Thì nghe thì nó đơn giản rồi đó Nghe thì ok bây giờ khoa bắc thay vì anh lợi chịu gửi chứ là anh chỉ lời cỡ 3, 400 ngàn thôi Nhưng mà cái sự nguy hiểm nó nằm ở chỗ là gì? Nhưng mà đã nói rồi, chơi tiền DBG đó thì không phải chỉ có một mình khoa bất chơi. Hay nói cách khác có nghĩa là gì? Lời thì cũng không phải có một mình khoa bất lời. Mà lỗ thì cũng không phải một mình khoa bất lỗ. Mà chúng ta đang nói tới chuyện rất nhiều người lỗ ở đây. Mọi người nghĩ xem, thí dụ mà mọi người đầu tư cái gì đó, mười mấy sen, nó đang ở mười mấy sen, tức là mọi người đang đang lời bao nhiêu tiền đó xong rồi nó xuống còn có mấy sen tức là mọi người đã lỗ từ cái cái khoảng trên là giữa lúc nó mười mấy sen giờ là lúc nó mấy sen rồi đúng chưa? Nhưng mà nếu như một người chơi bình thường á, một người chơi bình thường á, thì à, thí dụ như mình đã thí dụ trong cái video trước rồi đó, thí dụ mọi người chỉ chơi vài trăm đô hay một hai ngàn đô tiền cảnh gỏi rồi nó lên thì có lợi mớ hay không để dành à, đi du lịch đồ hay gửi Việt Nam giúp bà con à, cưới vợ sinh con gì đó? hay là nếu nó lỗ á, thì cũng không có ảnh hưởng gì tới mọi người tại vì mọi người chỉ đầu tư tiền gánh rỗi đúng không nhưng mà nếu như mà mọi người đầu tư kiểu như khoa bắc mấy chục ngàn đô hay là một hai trăm ngàn đô à thì khi nào chúng ta lại nói là một cái câu chuyện khác nha nghe không câu chuyện khác tức là khi đó mọi người không phải chỉ lỗ một hai ngàn đô tiền nhà gỏi nữa mà mọi người lỗ lên tới cả triệu đô luôn hay là mấy trăm ngàn đô là một cái số tiền rất là lớn nha mọi người ok số tiền rất là lớn đó à, tại vì mọi người nghĩ xem tất cả những nước nào mà đang phát triển trên thế giới thu nhập người dân ở những nơi đó chỉ, nguyên một năm luôn nguyên một năm luôn chỉ cỡ hai ba ngàn đô à, rồi ngay cả những nước phát triển như bên mỹ nè nguyên một năm luôn cũng chỉ vài chục ngàn đô thành ra một số tiền mà năm bảy chục năm bảy trăm ngàn đô hay là một triệu đô nó rất là lớn nha mọi người ok à, đó thành ra ở đây là gì khi mà nó lỗ như vậy đó thì dĩ nhiên khoa bắc ảnh anh, anh uh, theo cái uh, câu chuyện của khoa bắc là gì ảnh anh bị cho uh, uh nặng lừa số tiền uh, thay vì anh lời anh chịu mấy thì bây giờ anh chỉ lời một ba bốn trăm ngàn tức là anh đã bị mất đi một triệu mấy rồi đúng không tức là theo lời của anh khoa bắc anh khoa bắc anh đã lỗ một triệu mấy nhưng mà cái cái sự nguy hiểm mà dành cho khoa bắc ở đây là gì anh không phải chỉ lỗ một anh không phải bị uh, <laughs> cái sự nguy hiểm của anh ở đây á là nhiều người khác nhiều người khác ở đây á họ cũng lỗ một triệu mấy không và cái sự nguy hiểm đó là gì họ sẽ đổ thừa tại khoa bắc à, mọi người bắt đầu thấy được cái sự nguy hiểm nó xuất hiện chưa tại vì á nếu mà người người nào mà mà chơi dbc đó hay không mà là gì họ cũng thừa hiểu ok cái đồng tiền dbc đó nó lên được từ một sen lúc ban đầu cho tới mười mấy sen đó là tại vì nhờ cái thương hiệu của khoa bắc cái kênh chủ yếu là kênh youtube khoa bắc nó quá trời lớn đi tại khái nó phủ sao khắp ơi, ơi, cộng đồng mạng việt nam thành ra là gì sau đó nó kéo theo một lon à, người khác à, không hàng trăm ngàn người hàng triệu người người ta bỏ người bỏ tiền vô đầu tư một ít vô à, đầu tư tiền nhàn gỗ như mình đã phân tích trong những cái video trước đó thành ra mới đẩy giá của nó lên là mười mấy sen nhưng mà sau đó dĩ nhiên là cái vụ uh, cuộc chiến giữa khoa bắc và trang đặng xảy ra thành ra khoa bắc dạch mặt cho anh đi đặng thành ra rốt cuộc là gì bao nhiêu người mà người ta đầu tư theo khoa bắc đó đó à, bao nhiêu trăm ngàn người triệu người gì đó người ta tẩy chai cái đồng tiền dbc thành ra nó bị mới bị gớt giá tức là nói cách khác có nghĩa là gì trong mắt những người nào mà bị lỗ mà số tiền lớn á người thủ phạm lớn nhất là làm cho cái đồng tiền dbc mất giá lại khoa bất <laughs> mọi người thấy không cái này là mình không có ý kiến ở đây ok nhưng mà mình đang nói là ở một cái khí, khía cạnh kinh tế nếu như mà mọi người mà mọi người tưởng tượng như vậy dễ hiểu nè mọi người đầu tư vào một cái tiền ảo nào đó đi xong rồi có cái thằng nào mà nó nổi tiếng hay là nó giàu có gì đó nó tung một cái tin đồn không hay hay thất thiệt gì cái đồng tiền ảo đó cái sau đó đồng tiền ảo nó bị gớt giá làm cho mọi người bị mất tiền thì dĩ nhiên mọi người sẽ đổ thừa ai mọi người sẽ đổ thừa là tại cái thằng đó nó nó là bậy nó bạ thành ra là mọi người mới bị mất tiền đúng không mọi người đâu có cần biết nó là người tốt hay người xấu hay người đàng hoàng hay cao gáo lùng gì ở đây cái không cần biết mọi người chỉ cần biết là nó tại nó mọi người bị mất tiền tại vì là mọi người thấy cái câu chuyện đó sự nguy hiểm của khoa bắc xuất hiện chưa và ở đây cái sự nguy hiểm nằm ở đâu có phải là anh Johnny Đặng anh hù vợ ở khoa bắc hay không cái đó là mình sẽ dành cho video khác cái sự nguy hiểm nó nằm ở chỗ là gì thí dụ như mà trước tiên á cái đồng tiền DBC đó là chủ yếu là bên phía của anh Trang đi đặng chứ như những người nào mà cộng sự hay là bạn bè hay là giới nghệ sĩ nào mà chả quen đó đúng không thì chắc chắn là gì những người đó họ phải chơi họ phải chơi cái đồng tiền DBC đó và dĩ nhiên một điều chắc chắn nữa là gì trong số những người mà anh Trang đi đặng anh chơi đó, đó thì phải mặc dù là uh, họ là uh, À, xanh đỏ vàng tím gì đó nhưng mà gì phải có người giàu đúng không mọi người nghĩ xem anh trân đi đặng anh cũng là một người giàu anh có một cái tiệm hột sòn bữa trà bá gì đó thì cái, dĩ nhiên những cái người nào mà chơi thân với ổ anh ha là à, thường xuyên giao lưu với ảnh thì cũng phải là người giàu ít ra là cũng phải có mười mấy hai chục triệu đô để mà gọi là xài chơi chứ không lẽ là có những, à, nghe, khả năng là mình theo mình đoán nghe khả năng chắc ảnh cũng không có chơi thân với à, Uh, người nào mà ít tiền lắm đâu ok <laughs> thường, thường là trên đời nó vậy nó giàu người ta đi tìm người giàu người ta chơi phải không thành ra những cái người giàu mà họ chơi với anh trên đi đặng với nghệ sĩ nhạc rapper mỹ đen rồi này kia đó Đúng không thì dĩ nhiên họ cũng phải có chơi rồi chưa, chưa kể là gì những người nào mà bạn bè uh, của anh đi đặng đồ này kia hay thậm chí thậm, thậm chí là những cái người mà nhân viên của anh luôn luôn đi hay không họ cũng có chơi nữa. và dĩ nhiên trong số đó sẽ có những người khác họ cũng đầu tư vài chục ngàn đô một trăm ngàn đô giống anh khoa bắc đúng không? không? À, thì dĩ nhiên cái mối khi mà khoa bắc bị cũng vào khoa bắc đó, thì uh, anh cũng đầu tư có một trăm ngàn đô và sau đó dĩ nhiên anh cũng bị lỗ uh, sau khi mà đồng tiền coin nó bị gớt từ mười mấy sen xuống còn mấy sen tức là anh bị lỗ cái triệu mấy nhưng mà đối với khoa bắc anh khoa bắc anh khá là giàu có thì anh vũ ngọc sơn nó nói mình thì mình không có chấp nhất gì hết á ý anh khoa bắc là anh nói là ờ ừ, thì uh, anh bị lỗ tiền đó nhưng mà coi như là anh uh, anh anh thí uh, cho anh trần đi đặng đi ý anh khoa bắc anh nói vậy đó hiểu không nhưng mà <laughs> cái đó là cái phần của anh khoa bắc còn mình đang nói cái sự nguy hiểm uh, uh, gìn gặp đối với anh khoa bắc là gì những cái người khác những người khác là nãy giờ mình đã diễn tả những cái nhà đầu tư DBC những học những người chơi DBC khác những người nào cũng đầu tư số tiền lớn thì khi mà DBC mà nó góp cỡ đó, đó thì họ cũng bị mất số tiền lớn dài trăm ngàn đô dài có triệu đô thì khi đó dĩ nhiên là mọi người nghĩ xem họ thì chắc họ không có bỏ qua dễ dàng vậy đâu chờ ba nhí một chút đóng cửa lại chờ ba nhí một chút đóng cửa lại thì khi đó, đó mọi người nghĩ xem dĩ nhiên là mấy người đó chắc mà mình chắc chắn là không có ai mà có thể gọi là bỏ qua một cái số tiền mà mấy trăm ngàn đô cả triệu đô một cách coi như là coi như không có gì hết đâu người nghĩ sao mọi người tưởng tượng đó là một số tiền rất là lớn ở bên mỹ bên âu châu hay bởi như việt nam hay ở bất cứ nơi nào trên thế giới cả triệu đô được nói chỉ cả triệu một hai trăm ngàn đô là một số tiền khá là lớn rồi chứ được có nói chi là một lên tới hàng triệu đô nữa thì mà khi mà người ta mắc con số tiền mà lớn như vậy đó thì đương nhiên họ phải bực bội rồi họ bực bội thì dĩ nhiên họ sẽ làm những cách bực bội đúng không và dĩ nhiên trong số những cái nhà, nhà đầu tư đó đó mình đâu biết là ai đâu đúng không mọi người nói chung là đâu có ai biết chúng ta đâu có biết là người nào chơi dvc rồi người nào bị lời lỗ bao nhiêu tiền trong cái khoảng thời gian mà giữa lúc từ nó mười mấy sen nó xuống còn mấy sen không nói chung là không biết thì dĩ nhiên trong số đó gì Phải có một cái người nào đó Họ bị lỗ tiền Và dĩ nhiên Nếu mà họ lỗ tiền nhàn gỗi Thì may ra họ có thể xí xóa đúng không Nếu như mà họ quá trời giàu Họ chỉ đầu tư tiền nhàn gỗi không Mà đã mấy trăm ngàn đô Thì uh, chắc họ cũng không có uh, cần Mà coi như là uh, liêu uh, gây uh, phạm án làm gì để mà coi như là họ vào nhà đá họ ngồi suốt đời làm gì đâu nhưng mà nếu như mà một cái người nào đó Họ dành hết tiền dành dụm của họ để họ đầu tư cái kiểu đó oh. Và khi mà họ lỗ khi đó Tức là khi đó là họ bị mắc trắng họ là lâm cảnh nợ nần, Thì mọi người bắt đầu thấy cái tình huống nó trở nên nó gai cắn chưa Thì khi đó Dĩ nhiên là à, Một khi mà con người Một người nào đó mà họ bị mất một cái khoản tiền cỡ đó tiền mà coi như tiền họ dành dụm cả đời luôn cũng chừng nữa thì khi đó là dĩ như họ phải trở nên là những cái đầu nóng rồi đó Họ mất lý trí, mất bình tĩnh Mà khi mà một người nào đó họ mất cái lý trí, mất bình tĩnh Thì họ sẽ nghĩ ra những cái cách uh, Thì chắc uh, lúc đó là coi như uh, Là coi như họ sẽ nghĩ ra những cái uh, Việc mà họ bình thường họ không có nghĩ tới không? Nó giống như là một cái người nào đó mà mọi người nghĩ sao Bình thường là họ sống rất là đàng hoàng Nhưng mà lâu lâu họ nổi điên lên vậy đó Cũng chừng vậy đó à, Thì cái idea ở đây là gì? Idea ở đây á là chưa chắc à, mình dùng cái từ là gì chưa chắc là anh Johnny Đặng anh nó hù dọ gì anh khoa bắc đúng không tại vì chúng ta hiện giờ không có bằng chứng cái, cái cái chuyện đó nhưng mà có một điều khả năng cao là gì khả năng cao là sao là anh khoa bắc anh có thể bị nguy hiểm từ những cái người mà chơi DVC một số tiền lớn khác tại vì những người đó ảnh cơ họ cũng bị mất tiền đó chứ không phải chỉ riêng một mình khoa bắc bị mất tiền đó thành ra mọi người thấy mà tiền á mà khi mà nói tới tiền á thì nó mang tới rất là nhiều sự gắt gối ha tại vì mọi người cũng biết rồi đụng tới tiền ở trên đời này nó nghe là thì coi như là con người ta chở mặt hết có biết bao nhiêu vụ mà gọi là đánh nhau chém nhau vì tiền rồi nói chung là nó phức tạp lắm đặc biệt là số tiền lớn nữa số tiền càng lớn là thấy càng là thấy giữa. nguy hiểm rồi đó